Bố mẹ hãy dành cho các cô giáo của chúng ta một tràng vỗ tay ạ. Ra trường ngày xưa, nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ. Nghề nhà giáo tuy có vất vả, vì hạnh phúc tương lai đàn em, vì tổ quốc quê hương đẹp hơn, nên tôi yêu sao nghề giáo viên. Dưới mái trường tôi yêu, nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai. Nghề đã sống trong trái tim này, nguyện ươm đắm cho bao mầm xanh. Dù vượt khó gian nào kề bên, luôn vươn lên đắp xây cho đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn tiết mục đến từ các cô giáo của chúng ta.